Long Hoàng, xin chào anh em. Hình ảnh mà chúng ta đang xem đây là một chiếc mini cực kỳ đặc biệt. Chiếc này là bản Clubman Mini Zone Cooper Work. Clubman sản xuất 2018 và lăn bánh lần đầu tại Việt Nam là 2021 luôn. Xe chính chủ từ mới anh em nhé. Mang ngoại thất màu đen và có một số chi tiết là chúng ta xem là có một số điểm nhấn, ví dụ như là phần gương được sơn màu đỏ và phần trên nóc xe được sơn màu đỏ. Khi mà chúng ta nhìn từ xa, chúng ta nhìn thấy một cái điểm nhấn như thế này là chúng ta đã nhận ra được đây là một chiếc xe Mini Zone Cooper Work rồi. Đó, rất là đẹp. Chúng ta có một cái logo của cái phiên bản Zone Cooper Work ở đây nhá. Đó. Ở trước này thì có một số đặc điểm chúng ta sẽ rất là dễ nhận diện là cái trục cơ sở nó rất là dài. Chiếc xe Mini này nó dài hơn các phiên bản khác và các cái hệ dẫn động của nó là hệ dẫn động 4 bánh nhá. Nên là chạy chiếc này rất là lực. Đó. Chúng ta cùng nhau đi xem chi tiết một số option nhé. Chúng ta có một bộ mâm 5 chấu phay CMC. Đấy, rất là đẹp. Cụm đèn full LED dạng tròn, thiết kế truyền thống của dòng Mini. Đó. Rồi phần cản trước, cản sau nó là được tinh chỉnh và thiết kế một cách sắc sảo và thể thao hơn so với các phiên bản khác. Quá đẹp luôn. Ở đây chúng ta có một cái logo hình All Four, tức là hệ dẫn động 4 bánh anh em nhé. Chìa khóa keyless go. Đấy, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn cái phần nội thất của xe. Xe mang ngoại thất màu đen, tông nội thất cũng là màu đen luôn. Rất nhiều chi tiết thì được thiết kế cái dạng tròn theo cái phong cách thiết kế của dòng Mini. Loa Harman Kardon cho một cái âm thanh cực kỳ là xuất sắc và âm trầm rất là hay. Ở đây chúng ta có cả cái phần đẹp bước chân lên xuống. Và buổi tối là chúng ta mở cửa ra là chúng ta có logo của Mini Zone Cooper Work nó hiển thị sẵn ở trên phiến đèn luôn, rất là đẹp. Đấy. Cái không gian ngồi của cái dòng này nó khá là rộng và đặc biệt là có hai cửa sổ trời đôi cho chúng ta một cái không gian thoải mái và thoáng hơn. Toàn bộ ghế là ghế da lộn hết. Ở phần đuôi xe nó đã thể hiện cái sự clubman như này anh em nhé, là cửa cốp mở ngang, chúng ta có thể mở ngang được hai bên. Rất là thời thượng luôn. Một thiết kế rất là độc đáo của dòng Mini. Đó. Xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển một chủ từ mới luôn, biển trông cũng khá ok anh em nhé. Anh em nào ở Sài Gòn thì Long sẽ giữ nguyên biển này cho anh em luôn. Đấy. Toàn bộ xe thì đã được Long phủ ceramic, spa, tất cả những cái vết xước rồi. Xe rất đẹp. Chiếc này mua mới và chúng ta đập hộp tại thời điểm mà chúng ta muốn sở hữu đấy là khoảng hơn 3 tỷ. Và hiện tại thì đối với một chiếc xe sản xuất 2018 và chất xe mới như thế này thì Long đang bán mức giá khoảng hơn 1.8 tỷ. Hơn 1.8 tỷ cho chiếc xe Mini Cooper này nhé. Sử dụng động cơ 2.0 turbo kép twin tower turbo. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc luôn. Anh em nào muốn xem xe, trải nghiệm cái mẫu Mini Cooper này thì hãy qua trực tiếp showroom của Long ở tại số 6, số 8 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội nhé. Xem xe, trải nghiệm một trong những chiếc xe rất đặc biệt và thiết kế rất đẹp của dòng Mini. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi nhé.